317 Nguyễn Trọng Huyền, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa hạt giáo họ Thánh Du Xe, giáo sư Thánh Đan Minh, xin kết hôn với chị Maria Mai Thị Mỹ Linh, 28 tuổi, con ông Dominico Mai Kế Anh và bà Teresa Lê Thị Mỹ Hạnh, thuộc giáo sứ Bình Đông, tổng giáo phận Sài Gòn, con anh Đan Minh Tạng Dư Thanh, tân tổng 24 tuổi, con ông Tạng Duy Vũ và bà Dương Thị Thanh Hà, thuộc giáo sứ Bình Thủy, giáo hạt Cần Thơ, giáo phận Cần Thơ. Xin kết hôn với chị Teresa Trần Nguyễn Ngọc Anh, 26 tuổi. Con ông Đa Minh Trần Anh Tuấn và bà Teresa Trần Nguyễn Ngọc Diễm, thuộc giáo họ Thánh Du Xe, giáo sứ Thánh Đa Minh. Con anh Martino Hoàng Mô Bảo Nguyên, 30 tuổi. Con ông Du Xe Hoàng Văn Thời và bà Teresa Ngô Thị Thanh, hiện bồ tại giáo họ Thánh Martino, giáo sứ Thánh Đa Minh. Xin kết hôn.